cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận Đàm Thời Sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, tiến sĩ Đinh Xuân Quân và dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. Để tiếp với cái đề tài mà Nguyên vừa mới nói hồi nãy trong cái chuyện mà thay đổi nhân sự, thì bây giờ có hai người mà mấy ngày hôm nay cái tin đồn cứ lan ra, đó là ông John Kelly, chánh văn phòng của ông Trump, và bà Kirsten, là cái người bộ trưởng bộ Kirsten Nielsen, là bộ Kirsten, trưởng à, bộ trưởng bộ nội an, phải không? Nội an trước kia là làm trong tòa Bạch Ốc, là cánh tay phải của ông Kelly, nhưng mà ông Trump muốn tống ra ngoài thì anh tống bằng cách mình cho làm bộ trưởng bộ nội an, nhưng mà bây giờ cũng cho bà Nielsen đi luôn. Đối với tôi thì cái chuyện đó là một phần đó. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đừng có quên đó, là hiện giờ đang họp tại Singapore. Mà đang họp tại Singapore thì nó có những cái gì mà ảnh hưởng tới Việt Nam. Cái đầu tiên đó là cái gì? Đó là cái phiên họp thường niên đó, cũng họp thượng đỉnh thường niên của khối ASEAN. ASEAN tại Singapore. Mà lẽ dĩ nhiên là trong cái cuộc họp này đó thì Trung Quốc đi, Nga đi, nhưng mà không có Tổng thống Trump đi. Thì nhưng mà ngược lại thì ông ta đã gửi ông phó tổng thống là ông Pence đi qua bên Singapore, mà chuyến máy bay của ông Pence không những vậy mà bay qua các cái đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, thì đó nó là một cái signal, cái đầu tiên đối với người Việt Nam mà chúng ta để ý tới cái chuyện đó nhiều. Cái chuyện thứ hai nữa là Hoa Kỳ đã gửi hai cái hàng không mẫu hạm mà gọi là Ronald Reagan và một cái nữa là tôi không nhớ tên gì đó, thì tới tập trận tại Biển Đông, biển Philippines, nhưng mà biển Biển Đông. Thì đó nó là những cái mà cách đây một tuần đó thì quý vị cũng biết là bộ trưởng, không phải là bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nhưng mà quốc vụ khanh của Trung Quốc và bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đã qua Washington gặp bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và gặp bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, và họ đã bất đồng ý kiến. Một bên nói là ông đừng có đụng vô cái Biển Đông của tôi, trong khi Hoa Kỳ thì nói chúng tôi sẽ đi tất cả nơi về nào phía mà các nước ASEAN. Thì hai nước mà quan trọng nhất trong cái cuộc tranh chấp ở Biển Đông là Việt Nam, Philippines, thì lại không có một cái tiếng nói quan trọng trong hội nghị này. Yeah. Nhưng mà ở đây đó thì quý vị thấy là mặc dù Việt Nam không nói, nhưng mà Phó Tổng thống Pence đã có một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đó. Nhưng mà thì đúng không? Vâng. Nhưng mà trước khi đi tới cái cuộc họp ở Singapore đó, thì tiến sĩ Nguyên vừa rồi đi công tác về nhận xét của những người Việt Nam ở trong nước về cái tình hình Việt Nam bị ảnh hưởng với Trung Quốc ở cái mức độ nào thưa? Thì tôi thấy là tôi vừa rồi có một chuyến đi Á Châu, thì tôi có tiếp xúc được khá nhiều những người ở bên đó. Thì tôi thấy rằng cái tình hình thứ nhất là họ cảm thấy họ bị đàn áp rất là mạnh bởi cái chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, và họ coi rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là hoàn toàn bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là cái nhận xét mà tôi nói chuyện với nhiều người. Mà cái điều đó thì tôi thấy nó cũng đúng thôi, là bởi vì là Trung Quốc hiện giờ là họ đã hoàn toàn họ đẩy ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi Campuchia 100% rồi. Họ làm cái căn cứ hải quân nước sâu ở Cổ Công. Mà Cổ Công là một cái vị trí mà cảng nước sâu địa chiến lược, mà trong đó là một cái khu tự trị của họ. Thì cái cảng đó có vai trò là để kiềm chế cái Cam Ranh, cũng như là để mà nhờ có những cái chuyện gì mà đụng độ xảy ra ở Trường Sa thì họ có ngay cái quân đội của hải quân của Trung Quốc họ tránh ở đó. Thành ra trở lại vấn đề ông Pen, ông đi kỳ này qua thì một mặt để trấn an, nhưng mà chưa có một cái gì gọi là mạnh mẽ. Người ta đang trông chờ ông lên tiếng về vấn đề Cổ Công, cái cảng nước sâu Cổ Công, nhưng mà chưa thấy ông lên tiếng. Giờ ông đi qua
Singapore ông dự ASEAN xong thì ông qua Papua New Guinea để ông dự cái APEC bên đó. Mà trong khi đó thì bên phía Trung Quốc họ lên tiếng là đừng có đụng tới những cái sự mà liên hệ của Trung Quốc với những cái đảo quốc ở tại Thái Bình Dương, tức là như Papua New Guinea và một số Vanuatu và nhiều cái đảo đó. Thì họ đã đầu tư gần 2 tỷ đô la trong những cái đảo đó. Bây giờ cái người đầu tư nhiều nhất là Úc, bởi vì đó những cái đảo đó gần Úc, Úc đã đầu đó tư là Nam Thái Bình Dương. Nam Thái Bình Dương. Và Trung Quốc bây giờ là coi như là họ chiếm cái biển Đông, họ đi vào vịnh Thái Lan và họ muốn gây ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương để mà mua chuộc những cái đảo đó. Nên do đó mà chúng ta thấy thì dĩ nhiên Hoa Kỳ là một cái nước mà có thể nó là khổng lồ và mạnh nhất của cái thế giới, mà trong cái nhân loại từ lúc thành lập tới giờ là Hoa Kỳ là vô địch, có thể mạnh nhất. Nhưng mà với cái mạnh nhất là giàu nhất thì dĩ nhiên là nhà giàu thì nhìn như là chán kiểu, đâu có muốn đụng với miệng dừa. Thành ra do đó mà trong cái quá khứ chúng ta thấy là hiện giờ chiến tranh nếu mà quy ước không thì Hoa Kỳ thắng một cách dễ dàng. Nhưng mà hãy chiến tranh xảy ra là có thể đưa tới nguyên tử. Mà đưa tới nguyên tử thì cái điều đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước, một nước ném bom nguyên tử và một nước nhận bom nguyên tử, hai nước đó rất là sợ. Và chính vì Hoa Kỳ sợ bom nguyên tử rồi Nam Việt Nam Cộng Hòa bị mất. Bởi vì vào đó để đánh gọi là ngăn chặn bè bờ, đánh gọi là đánh chiến tranh hạn chế, đánh mà không dám đánh ra miền Bắc để thắng. Để miền Bắc họ đánh dùng tất cả những sức mạnh từ du kích, từ khủng bố cho tới quy ước thì chiếm. Thì với cái sợ chiến tranh nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thất bại ở Việt Nam. Mà bây giờ nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục sợ nguyên tử nữa thì Hoa Kỳ dù có dịu võ dương qua như thế nào mà người ta bắt được cái mạch đó người ta sẽ không sợ. Tôi thấy một điểm nữa là tôi thấy là 30 tây tháng 11 này thì ông Tổng thống Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình ở Argentina. Đó là chưa hội nghị gặp của G20. Đúng là G20 mà chưa gặp thì ông là cố vấn kinh tế tối cao của thì ông đã nói là tất cả hai bên đều gặp gỡ để mà thảo luận trong tất cả mọi cấp, từ cấp thấp cho tới cao để gặp gỡ để thảo luận. Và đó là ông Kula, ông chỉ trích là ông Navarro đó, tức là ông mà nó chết gì tại Trung Quốc á, ông chỉ trích ông đó là tuyên bố 7 là trận đường rầy. Bởi vì ông Navarro ông nói là nếu mà có thương thảo mà có đồng ý thì đồng ý theo điều khoản của Tổng thống Trump chứ không phải là đồng ý theo điều khoản của Wall Street. Mà ông Kuro cũng nói là ông Navarro nói bậy. Tôi thấy ở đây đó, tôi hơi đánh giá không phải là khác một chút, nhưng mà tôi chỉ nêu lên cái chuyện là trước khi mà Phó Tổng thống Pence xuống Singapore đó, thì Hoa Kỳ đã tuyên bố là không chấp nhận cái chuyện mà Trung Quốc để hòa tiễn tại các cái đảo nhân tạo. Cái đó nó là một cái lần đầu tiên Hoa Kỳ tuyên bố cái chuyện đó. Đó là một. Cái thứ hai, những cái chuyện mà ông cái quân sự hóa, không cho quân sự hóa là cái chuyện Hoa Kỳ đã đòi từ lâu mà. Không, nhưng mà nghĩa là lần đầu tiên thấy nói ra một cách rõ ràng. Hồi đó tới giờ nghĩa là chỉ bàn thôi chứ không có bao giờ tuyên bố ra ngoài hết. Còn đây là cái tuyên bố rõ ràng. Cái thứ hai nữa mà cái mà anh Nguyên nói thì tôi cũng chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà ở đây đó quý vị cũng biết là đây tới cái ngày mà cuối tháng 11 này đó thì gặp tại Argentina đó thì còn nhiều chuyện nó còn xảy ra, nhưng mà mình thấy có mà một cái quê dạng mình thấy rõ là hai bên chuẩn bị để mà có một cái dự thảo về vấn đề mà giải quyết cái chiến tranh thương mại. Thì nó có cái bất đồng, nó có thành qua hay không thì mình không biết, nhưng mà nó đã có sự chuẩn bị đó rõ ràng mình thấy. Một trong những câu hỏi quan trọng là cho đến bây giờ bên Trung Quốc đã bị tổn thất đến mức nào vậy chứ? Thì tôi thấy là bây giờ đó mình thấy là cái đầu tiên đó mình thấy một cách rõ ràng nhất là bây giờ người ta mới nêu ra nhiều cái yếu kém của kinh tế Trung Quốc, và người ta nói không biết Trung Quốc sẽ nghĩa là cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Thì cái đầu tiên đó mình thấy là người ta nói là tại Trung Quốc là cái vấn đề nợ đó, nợ xấu đó.
của ngân hàng nó rất là lớn. Tại sao? Tại vì có nhiều cái hiện giờ đó, nhiều cái xây cất của bên kia đó 50% đã không có người ở, đó là một. Thì như cái vậy vấn thì đề ông Tập Cận Bình gặp ông Trump trong cái thế giữa hai người đó thì bên nào yếu hơn? Tôi thấy đối với tôi nếu mà về kinh tế đó thì là ông Tập Cận Bình yếu hơn. Tại sao? Mình thấy là cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc đó là lên xuống bấp bênh. Cái thứ hai nữa là tiền Trung Quốc, là nhân dân tệ cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi thấy là bên Trung Quốc đúng là yếu hơn, và Trung Quốc đã chấp nhận nhượng bộ. Ông Vương Kỳ Sơn tại Singapore, ông đã nói rồi mà, chấp nhận nhượng bộ, nhưng mà nhượng bộ những cái gì mà Trung Quốc không có nhượng bộ là state capitalism, tức là đó, tư bản nhà nước là không có nhượng bộ, nhưng mà những cái kia như thăng bằng thương mại hay là vấn đề đánh cắp tài sản trí tuệ, mấy cái đó họ đều nhượng bộ. Thì nghĩa là mình thấy ở đây đó thì rõ ràng là mình thấy còn nhiều chuyện chúng ta phải nói nữa, phải không? Đúng không? Còn nhiều chuyện chúng ta phải nói nữa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này, và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình tuần tới, là chương trình đặc biệt sau ngày Thanksgiving. Kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn thật là bình an với gia đình. Chào quý vị.